mua này. Rep luôn này. Ui, chúc mừng. Nhưng mà mày phải cẩn thận nhá. Mấy con đẹp trai nó hay lừa mày lắm. Mày cẩn thận. Yên tâm. Tao đi lừa người khác chứ chưa ai lừa được tao. Kìa ơi. Ơ Thảo, anh mới đến thôi. Nhìn em với lại xinh hơn trên ảnh ấy. Ờ, đến giờ xem phim chưa, chị xem phim rồi. Someone once told me that the reality I thought I knew was just one of many. Hôm nay đi chơi vui nhỉ? Em cũng nghĩ thế. Ừ, thế thì nhân ngày này anh cũng có câu hỏi muốn hỏi em. Lần sau anh có thể đi chơi với em với tư cách là bạn trai em được không? Anh biết là mình chưa quen nhau được bao lâu ấy. Nhưng mà anh cũng muốn mối quan hệ này nó tiến thêm một bước nữa. Dù sao thì anh cũng muốn người yêu anh phải lúc nào cũng phải thoải mái. Thì nếu mà em đồng ý thì sao? Em đồng ý mà. Bình tĩnh. Thế bây giờ anh đưa em về nhé. Sài Gòn đấy, hiểu chưa? Tôi về. Sao lại để cút? Đi chơi với anh mà vui lắm. À, cư xử đã cao thế. Ừ, đúng rồi. Mày thấy đàn em tao ngoan chưa? Đi mới đi chơi tao không được. Rồi, thế bây giờ mày tính thế nào? Em không đi chơi được thì cho bọn anh tí tiền nhé. Ừ, thế cho tí tiền đi. Không chơi cũng được, phải cho tiền. Có tiền không? Tao không có tiền. Không có tiền á? À, máy gì đây? Chắc lấy được tí tiền. Ừ, thôi. Để cho bọn anh xin điện thoại nhá. Mất công gọi vào đây mà không được cái gì nhỉ? Ừ. Nào. Đâu tao? Cứu ơi! Wow, cứu cái gì? Tiên sư khốn mày nói cái gì hả? Chú mày làm gì hả? Hai đứa bao giờ được con gái à? Mày làm không? Mày được. Gì đây? Gì đây? Khoan đã, để anh lo, biết tao là ai không? Không. Bạn ra Sài Gòn đấy. Mày làm sao? Hey, oh my God!
Mẹ ơi, mẹ ơi, thằng kia đánh con. Em làm gì mà để chúng nó đánh nhau như này? Không biết, em đang đi thì bọn nó kéo em vào trên ngõ. Nghe bọn này, bây giờ anh ra cái chỗ y tế kia xong rồi băng bó xong rồi người em đi ăn. Không, mệt đi. Cô thì biết. Nghe bọn bực giận thật. À, anh biết con ngăn ngăn đấy á? Ừ, hôm trước nó có bầu đang hiếu đấy. Thế à, sợ thật. Đứa trẻ bây giờ loạn lạc thật. Bố ơi, ông con con đi chơi với bạn nhé, qua nhà con Linh, con Hà. Ừ, nhưng mà hình như là không phải là cuối tuần này là có đi đâu rồi. Cuối tuần này mình đi nhà mình con đang ngủ đang đấy. Ừ, đúng rồi, qua nhà con đang mẹ cứ đi đi. Con không hẹn được. Bạn khác được không? Tại lâu mình chưa qua. Nhưng mà con hẹn bạn được nhé. Thôi thế thì để bố thử gọi điện hai bạn để xem nhá. Cái gì mà gọi? Chơi con này, mày đây là láo nhở? Đứng lại ngay. Đấy, em thấy chưa? Em cứ chiều nó thế ấy. Con nó tuổi mày lớn. Đấy, nhẹ nhàng nó thôi. Em mày nói thế, lần nào em cũng nói thế. Đây, bây giờ để nó hư như thế rồi. Hối hận không kịp đâu ấy. Lúc nào cũng cần nha cần nhận. Mai em phải chút thuốc của nó ấy. Mày đây. Chúng mày tốt lắm. Chúng mày đó. Về đại ca. Thế thì việc của mày gần xong của mày là tốt lắm. Rồi bây giờ chúng ta đê nốt nó hoàn nước. Xong rồi nào tìm chuộc đi được rồi. Về đi, về đâu ạ? Về, ok. Dạy rồi à? Nó dạy rồi. Nhìn cái gì? Anh muốn gì? Không nhớ anh à? Mà nhớ anh không? Đây, anh với cả đàn em của anh đây, không còn nhớ ai à? Hello, anh mà cứ làm này, Đức sẽ đến cứu tôi đấy. Đức mà đến cứu được em à? Bọn anh có hai người, em có mỗi một người, Đức cũng không biết em ở đâu đâu. Sao mà cứu được? Kiểu chết gì? Rồi. Rồi, nếu mà nó đã không biết gì thôi thì mình nên cho nó biết sự thật. Gọi Đức vào cho anh. Đức ơi! Con đến luôn. Thế mày có biết trước giờ anh Đức yêu quý được mày chỉ là đàn em của tao không? Lần trước nhá, anh đánh thua thằng này không phải vì anh yêu nó mà tất cả là vì anh Nhường chỉ tạo dựng hình ảnh cho nó thôi. Mày đã tin nó và cuối cùng mà nhìn đây, một con ngu si không nghe lời bố mẹ đã bị vào tay chúng ta. Chẳng biết sau này con mình thế nào. Anh gọi thử cho mẹ con Hà xem con nó đi nào. Hà Linh không? Ok, hình như anh có đi vậy. Dạ, alo ạ? Đây có phải số máy
của phụ huynh cháu Hà đúng không ạ? À, vâng ạ, em là bố của cháu Thảo đấy ạ. À, vâng, em không biết tình hình con nhà em ở đấy như nào nhỉ? Không có ở đây đâu em ạ. Con nhà em không có ở đấy à? Ui, chết chết. Này, cảm ơn ạ. Em chào bác. Ui, chết dở em ơi. Sao? Con Thảo không có nhà, con Hà. Con chết về sao rồi? Không biết nó đang ở đâu nữa. Anh thử bật định vị lên xem. Quên có cài định vị à? Sao không phải là nhà con Hà mà ở nhà gì? Ở Ninh Bình á? Vậy thế? Chết rồi em ơi. Chết thử rồi, vậy là Ninh Bình anh chẳng biết sống chết nó ra sao nữa. Nó quá. Có chắc hôm mình phải đi luôn cho đêm nay. Đi thôi. Đi thôi. Chân trên bên khi chiều nắng chưa phai. Ôi, mày là ai? Sao cô ta lại ra như thế này? Mày. Qua khăn thật á, nghe thằng thích thì thích. Không có chuyện gì đâu. Chúng ta thường hay coi trọng những thứ xung quanh và thường mơ ước đến những thứ không thể vừa tới được, nhưng lại không quan tâm đến những điều gần gũi nhất, gia đình. Chúng ta đã quá chìm đắm vào những thứ xa lạ, những ảo diệu mà quên mất chúng ta đang sống ở hiện tại.